Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món bánh táo cực kỳ đơn giản mà cũng không kém phần hấp dẫn nhé. Mình đánh 3 quả trứng gà và 1 thìa đường với nhau trước. Và bước này các bạn có thể đánh bằng tay hoặc bằng máy đều được. Giờ mình thêm vào 300g bột, 2 thìa đường và khoảng 150ml sữa. Thêm 1 thìa bơ đã làm tan chảy. Giờ mình sẽ xếp những cái lát táo vào khay bột, các bạn có thể xếp theo cách mà các bạn tự tạo. Từ công thức làm bánh này các bạn có thể sáng tạo ra nhiều các loại bánh khác, ví dụ các bạn có thể cắt chuối xếp vào đây. Cũng có thể là xoài, dứa hoặc cà rốt. Giờ mình rắc thêm một chút hạt vừng sống chưa rang nhé. Khi bánh chín thì hạt vừng cũng rất giòn và thơm. Mình nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ và trong khoảng 40 phút. Bánh đã chín rồi này, mùi táo và mùi vừng quyện với nhau thơm lắm. Bánh táo làm kiểu này ở ngoài thì giòn, ở trong thì mềm, xốp, ngọt và rất là ngon các bạn ạ. Bánh vàng đẹp mà vẫn giữ được màu đỏ của vỏ táo nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký để đón nhận những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.